Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhấn cho đối tượng này trông đẹp hơn bằng cách nhấn những vị trí vùng tối, vùng sáng sao cho hợp lý. Đầu tiên tôi sẽ nhấn các vị trí cửa sổ này cho những vùng sáng bên ngoài vào trông cho hợp lý hơn. Các bạn tạo một layer mới hoàn toàn. Về công cụ gradient, chúng tắt gờ bằng tím. Màu trên này tôi chọn màu nghiêng vàng trắng một chút. Ok, kiểu gradient các bạn chọn phần từ vàng qua trong suốt và chọn kéo theo dải màu hoặc là kéo theo dạng gradient. Sau khi chọn xong, tôi zoom gần vài vị trí cửa sổ, chúng ta cùng nhau kéo thử. Tôi đặt ở vị trí gần kính này, kéo vào trong này, các bạn giữ shift thì thấy rằng kéo kiểu này đối tượng chúng ta sẽ bị lan ra ngoài, tôi cần tìm z lại. Bây giờ chúng ta sẽ lợi dụng những vùng chọn sàn bên dưới này, ở bên dưới này các bạn, ví dụ đây là vùng chọn sàn chúng ta. Các bạn nhấn Ctrl chọn vị trí màu trắng này thì nó chọn những vị trí vùng sàn mà thôi, đứng ở trên layer này và chúng ta chọn gradient và bắt đầu kéo. Tôi kéo này, giữ shift để thẳng những vị trí cửa sổ, tôi sẽ kéo vào thể hiện như việc ánh sáng chiếu vào bên trong này thôi. Các bạn có thể kéo cái gần cái xa còn hợp lý hơn, không nhất thiết là phải kéo đúng vị trí y như những gì tôi bảo, có thể tôi kéo chéo cũng được, không sao hết. Tôi giữ shift để thẳng hơn, vị trí này cũng tương tự. Ở vị trí này do quá xa thì mình có thể kéo nhẹ nhàng tới đây thôi, hơi vàng một chút. Cửa sổ này tương tự, vị trí này cũng có. Sau khi kéo xong, tôi có thể cần chân D bỏ chọn. Các bạn thấy rằng trên phối cảnh của chúng ta nhìn trông nhấn nhá khá là hay, nhưng nếu để thế này trông hơi cứng. Ở vị trí cầu thang này, chúng ta cũng nên kéo một chút, tôi kéo từ ngoài vào. Và những vị trí ngoài này chúng ta có thể xóa sau, tôi tiếp tục kéo giữ shift. Tôi chọn vùng và chúng ta xóa những vùng ngoài tường đi. Tôi delete trên bàn phím, còn trên D bỏ chọn. Sau khi kéo xong, công việc chúng ta khá đơn giản, các bạn có thể chọn màu. Ở đây tôi chọn multiplayer. Thì thấy rằng đối tượng của chúng ta sau khi chọn thì gần như biến mất. Cái này do nguyên nhân như sau, các layer của chúng ta chưa được hòa trộn hợp lý. Tôi chọn xuống dưới này, chọn tất cả các layer này. Các bạn nhấn Ctrl Alt Shift E để tạo một layer trên cùng. Tôi tắt Ctrl Alt Shift E thì một layer mới trên cùng, không ảnh hưởng đến các layer bên dưới. Tôi kéo phần cat lên và chọn đối tượng này, bật lại. Bây giờ chúng ta hòa trộn hoặc là overlay. Các bạn thấy rằng với overlay thì trông dễ chịu hơn và ánh sáng dường như đã chiếu vào. Chúng ta có thể giảm opacity đi một chút thôi, tôi để khoảng 70% là cảm thấy hợp lý rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại tương quan, thấy rằng đối tượng chúng ta sau khi thêm vài phần sáng tối trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ phải thêm những vùng tối cho đối tượng này. Tôi tiếp tục tạo một layer mới hoàn toàn bên trên này. Sau đó cũng chọn công cụ Gaia, nhưng màu trên này chúng ta chọn màu đen và chọn đúng công cụ vừa rồi. Chúng ta tiếp tục kéo những phần cần thiết. Ở đây tôi sẽ vẫn tiếp tục chọn những phần sàn. Cách chọn nhanh nhất, chúng ta có thể chọn vào vị trí phải cát chúng ta cũng được. Tôi chọn phần sàn. Hoặc là lâu hơn một chút, chúng ta sẽ kéo những phần sàn bên dưới này, cần chọn chọn nào. Và chọn layer trên. Màu đen nha các bạn. Ví dụ phần ghế này, tôi sẽ cho màu đen đây. Hơi tối chút. OIC các bạn có thể tăng giảm hợp lý. Còn lời khuyên là tôi sẽ không tăng giảm ở đó, và tôi sẽ kéo cách hợp lý thôi. Ở đây chúng ta kéo một dải màu này cũng được. Chúng ta kéo này. Nếu kéo kiểu này thì chỉ kéo được một lần và màu khá là nặng. Bây giờ tôi đặt ở giữa ghế, tôi kéo tạo chiều sâu hơn. Ví dụ vùng này sáng thì trong này sẽ là tối chút, ví dụ thế này. Hoặc là vị trí cây xanh đấy cũng vậy. Các bạn nhìn hơi đen nhưng chúng ta đã giảm opacity lại sau. Chúng ta kéo nhẹ nhàng thôi. Cái này mình kéo nhiều lần, vậy các bạn có thể thoải mái kéo. Ví dụ vị trí bàn này, tôi cần hơi đen một chút. Ở đây, chiếu sáng vào thì vị trí này sẽ đen hơn. Đó. Ngoài ra đây cũng vậy, giường.
Mình dựa vào hướng chiếu sáng mà mình sẽ tô bóng cho nó. Tại sao cho hợp lý nhất? Dụ như vậy. Rất dễ phải các bạn. Ở bên ngoài này cũng vậy. Ví dụ tôi kéo tương đối như thế này. Bây giờ tôi đồng ý rồi, cần chuyên đề bỏ chọn. Các bạn thấy rằng phối cảnh chúng ta chưa được xử lý hòa trộn, nhưng nhìn đã có chiều sâu hơn rất nhiều. Bây giờ tôi tiếp tục hòa trộn các kênh hòa trộn như multiplayer, thì thấy rằng nó đen hơn. Mình có thể chọn phần screen sáng hơn hay phần color tối hơn hoặc là dark color để chọn màu cho nó hợp lý nhất. Tại sao chúng ta nên chọn? Bởi vì chọn nó sẽ hòa hợp với nền hơn. Còn đâu nếu nó đậm hơn hay nhạt hơn thì mình có thể sử dụng kênh này cho nhẹ nhàng hơn. Tôi cho 80%. Chúng ta có phần sáng, có phần tối. Đối tượng chúng ta trông hấp dẫn hơn nhiều, có thể bạn sẽ cho phần sáng lên trên, phần tối cho dưới để hợp lý hơn. Thì đây là cách chúng ta xử lý đối tượng nội thất trông có không gian hơn.